18 tây tháng 12 cả nhà. Giá ông bò xin hồi bữa em quay xin giá và cha giá yêu thương cả nhà. Nè, cô chú chị thấy nó ăn nè. Ăn ok không? Ăn dữ dội luôn, ăn bò nước ăn tốt lắm cả nhà. Rồi, hello cả nhà. Hôm nay 18 tây tháng 12 nha. Trại bò Farmer Tree 2 xin kính chào quý khách nha. Mấy bữa nay Lobo quá nhà em có tiếng Việt. Nên thành ra mấy ngày nay không có lên video cho cả nhà xem được nha. Bữa nay tiếp tục cho cả nhà ha. Bữa nay giờ cũng hơi tối rồi cả nhà. Tiếp tục là hai con bò xin ha, cu xin. Hôm nay cũng nhiều cô chú anh chị hỏi có bò cu xin lớn không? Lớn với lứa không? Với hàng xịn xịn không? Nay đây nè, đây nè hai có. Nay em lên hai con cho cả nhà xem nha. Đó, hai con này thì nay là 15 tháng cả nhà ha. 15 đến 16 tháng nó dao động trong nhiêu đó cả nhà ha. Một con là 1m27-28 ha. Một con là 1m26-27 gì cả nhà ha. Có trên là chút xíu cả nhà. Thông cảm bỏ qua mẹ em ha. Rồi ha, tối rồi. Rồi bước vô nội dung hôm nay. Nè, xới đầu nè cả nhà. Xới mặt nè. Sáng nghiêm chỉnh hang bò này về trong vòng 2 tháng có loại lên giống cả nhà ha. Cái cả nhà có con lên giống gió là. Đó xới lưng ha. Đó. Chân cẳng móng nè. Móng sò hết à. Đó, đúng là lúng chuyền, đẹp hết nha cả nhà ha. Đó, móng trước móng sau nè, đầy đủ ok hết rồi. Đó, qua nè, qua đang thui cho bá lửa, cái đuôi cho bá lửa cả nhà ha. Càng sờ bèn, chân cẳng nè, ngon hết cả nhà. Hai bò giá cũng yêu thương luôn. Bò này tại vì em chưa có đâm dàm nha. Cô chú anh chị nào cứ chốt nhu cầu muốn làm dàm, em sẽ làm dàm đầy đủ ngon lành cho cả nhà xem luôn nha. Đó, hai con bò này. Rồi, xe qua con. Xe qua, đi. Ăn uống cực kỳ giỏi. Ăn uống phà phà, ăn như cái máy cả nhà. Đó, rồi con thứ hai em quay cho cả nhà xem nha. Đó. Trời. Con thứ hai đây, xe mặt. Nè, mỏ đen ha, miệng chậu quét sâu hết cả nhà ha. Xe tích nghiêm chỉnh, xe lưng nè. Ok, hang màu đỏ mặt luôn nha mọi người. Đó, vai nè, chân cẳng móng trước nè. Cái yếm nè, yếm như cái mền á, sùng sình nè. Đó. Đúng nè. Đúng nè, chân cẳng nè. Chân cái con này thì ở phía sau nó có hơi lan tí thôi nha. Còn đẹp đẽ hết cô chú anh chị. Đó, qua nè. Qua cho bá lửa. Bò này có lên giống gió cả nhà, hen nên mà là về mình trong vòng tháng 2 tháng loại mình cấy nha. Đó, đẹp lắm. Ok. Rồi con. Đó. Chân cẳng móng thì đẹp hết. Hai con nào cũng đẹp hết. Rồi, hang bò này bán báo giá công khai ở nhà luôn ha. Thì giá cả nó giá đó đi thôi. 45 triệu. Nghe, 45 triệu hai con ở nhà ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mua cứ ưng cứ chốt ha. Bò cao 1m26-27 hết cả nhà. Chân cẳng móng quyền đen hết rồi. Đi qua con. Đẹp ghê. Hang bò này nếu mà không dịch thì nó không có giá này đâu cả nhà. Không dịch nó chênh lệch ghê lắm. Hang bò này nếu mà không dịch á, bèo vẫn phải 52-53 triệu. Hang đó đúng nè, cả nhà thấy á, cực kỳ không. Đó, chân cẳng là ok, yếm cái nào nó như cái mền hết rồi. Đó, ăn uống thì khỏi chơi. Đó, về hơi tối cái nhà với hổng lại có tí việc, hổng lại em không lên bò cho cả nhà xem được. Đó, xin qua con đi. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi trong clip em trong thời gian qua nha. Cô chú anh chị thêm có hay cho em một like, một đăng ký nha nha. Có động lực em làm video nhiều tí nha. Đó, cực kỳ. Bò này nói chung là về làm cái nền sinh sản đẻ F1 cả nha. Đẻ F1 dễ, đực cũng F1, cái cũng F1. Đó, nên mà nó đẻ sai nữa, đẻ nhà con nó lỗ tai nhỏ, xin lỗ tai nhỏ cả nha. Chứ nó không có, chứ không phải như lỗ tai to mà nó chậm lên giống, là thứ nhất là nó đẻ thưa con. Đó, thì bò em cũng có báo cho cả nhà xem rồi nhé. Chiều cao, kích thước, thì chân cẳng này kia nọ em có báo ở nhà rồi, thì giá cả cũng báo rồi, thì cô chú anh chị nào có ơn nhu cầu chốt cái liên hệ ha. Đó, tại vì chưa lên dàm nha cả nhà. Còn cột gì khớp thì cô chú anh chị nào có chốt á, nếu muốn lên dàm cứ alo em nói em thì em sẽ lên dàm cho cả nhà em luôn nha. Đó, rồi thì
Em bò em cũng quay cụ thể cho cả nhà xem rồi ha. Thì em kết thúc video đây cả nhà. Cô chú anh chị nào có nhu cầu ân cứ liên hệ nha. Cái con bên đây nè, con này là nó hơi lớn, hơi nhích hơn con đó một tí ha. Đó, đẹp ghê không, bò xin F1. Sau này cái đẻ là một cả nhà, xin đủ tay nhỏ, rúng yếm và sùng sình như cái mền rồi hen. Thì em kết thúc video đó cả nhà, thì hẹn cả nhà gặp lại clip cả nhà ngày mai tiếp tục nhé cả nhà. Rồi cô chú anh chị nào cũng nhanh tay mua cứ liên hệ em nhé. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ngày mai tiếp tục nhé.